Chúng ta tiếp tục với ví dụ số 2. Cho tứ giác ABCD có góc BAD cộng góc BCD bằng 180 độ. AB cắt CD tại E, AD cắt BC tại F. Phân giác trong các góc AEC và BFD cắt nhau tại K. Chứng minh rằng là KE vuông góc với KF. Thế khi vẽ hình ở trong bài này thì chúng ta sẽ nhận thấy có hai cái trường hợp của hình vẽ là gì? Trường hợp thứ nhất giống như hình vẽ số 1. AB và CD cắt nhau tại E, kéo dài về phía A và D. Còn AD và BC cắt nhau tại F, kéo dài về phía A và B. Thế còn ở trường hợp hình số 2 thì AB và CD kéo dài cắt nhau cũng tại E và cũng về phía A và D. Thế nhưng AD và BC kéo dài cắt nhau tại F, kéo dài về phía C và D. Thực ra thì chúng ta sẽ còn hai trường hợp của hình vẽ nữa, tức là chúng ta có 4 trường hợp. Thế tuy nhiên thì hai cái trường hợp còn lại nó cũng giống như là hình 1 và hình 2 của chúng ta ở đây mà thôi. Thế vì vậy ta chỉ cần giải quyết trong hai cái trường hợp hình vẽ này. Thế trước hết ta sẽ giải quyết cái bài toán trong cái trường hợp hình vẽ thứ nhất. Thế ở đây để chứng minh KE là vuông góc với KF thì ta có nhiều cách để chứng minh. Ở đây thì ta lựa chọn là cái phương pháp là tính góc, tức là đi chứng minh góc EKF là bằng 90 độ. Thế để tính góc EKF thì ta có thể tách nó ra thành hai góc là EKA và FKA, bởi vì góc EKA và FKA để xem nó là hai góc trong hai cái tam giác là EKA và FKA. Thế từ đó thì ta sẽ tính được cái góc EKF. Vậy ta có lời giải như sau. Trước khi đi tính cái góc EKF ấy, thì ta chú ý rằng là gì? Tứ giác ABCD có góc BAD cộng với BCD là bằng 180 độ. Đây là hai góc đối diện nhau, góc A và góc C. Thế vì tổng 4 góc của tứ giác thì bằng 360 độ. Nên ta suy ra ngay được là gì? Tổng của hai góc đối diện là góc B và góc D, tức là góc ABC và góc ADC là cũng bằng 180 độ. Hay nói cách khác, tứ giác ABCD sẽ có tổng hai góc đối diện là bằng 180 độ. Ở đây, vì góc BAD cộng với góc BCD bằng 180 độ nên góc ABC cộng với góc ADC cũng bằng 180 độ. Bây giờ ta sẽ đi tính góc EKF. Ta có góc EKF, ta sẽ tách thành hai góc là EKA và FKA. Thế góc EKA thì sẽ là bằng 180 độ trừ góc AEK và góc EAK. Thế còn góc FKA, góc FKA thì sẽ bằng 180 độ trừ góc AFK. Và trừ đi góc là FAK. Như vậy ở đây là 180 và 180 là được 360 độ. Còn góc AEK, AEK thì do EK là phân giác nên góc AEK sẽ là bằng 1/2 của góc AED. Tương tự, vì FK là phân giác của góc AFB nên là gì? Góc AFK thì cũng là bằng 1/2 của góc
AFB. Thế còn góc EAK cộng với góc FAK. Đây ta chú ý là góc EAK. EAK cộng với góc FAK thì sẽ là bằng gì? EAB cộng với FAB, tức là bằng 180 độ cộng với góc FAB. Như vậy ta sẽ thu được là bằng gì? Là bằng 360 độ trừ đi góc AEK thì ta thay bằng là góc AED chia 2. Góc AFK ta thay bằng góc AFB chia 2. Thế còn góc EAK và góc FAK cộng lại thì chính là bằng 180 độ cộng với góc FAB. Như vậy ở đây 360 độ trừ đi 180 độ là còn 180 độ. Trừ tiếp đi góc FAB. Trừ đi góc FAB thì sẽ là còn góc BAD. Thế còn góc AED. Góc AED thì sẽ là bằng gì? 180 độ trừ đi góc ABC và góc DCB. Tương tự như vậy, góc AFB chính là bằng 180 độ trừ đi góc ADC và góc BCD ở trong tam giác là gì? FCD. Như vậy, qua các cái bước biến đổi vừa rồi thì ta đã đưa được về tất cả các cái góc của tứ giác, góc A, góc B, góc C và góc D. Bây giờ ta rút gọn. Ở đây thì chúng ta sẽ có là gì? Góc ABC, BCD, CDA và DAB là tổng của 4 góc của tứ giác, và còn lại sẽ là gì? Góc BAD và góc BCD. Hoặc ta cũng có thể một cách kết hợp khác là gì? Ta sẽ có là góc ABC và góc BABC và ADC. Thế còn góc BCD thì có hai lần góc BCD thì sẽ kết hợp với góc BAD. Ở đây ta sẽ có sẽ là bằng gì? Góc BAD. Ở đây trừ trừ là cộng. BCD có hai lần chia 2. Như vậy là còn góc BCD, tức là cộng với góc BCD. Thế còn lại là gì? Góc ABC và góc ADC. Chia 2 và trừ đi 2 lần 180 độ chia 2 là 180 độ. Thế ở đây thì ta thấy rằng góc BAD cộng với BCD, BAD cộng BCD theo giả thiết là bằng 180 độ. Thế còn ABC cộng với ADC, ABC cộng ADC là cũng bằng 180 độ. Như vậy thay vào đây 180 cộng 180 chia 2 trừ đi 180, chúng ta ra được kết quả là 90 độ. Và từ đó chúng ta suy ra là KE vuông góc với KF.
Như vậy là ta đã giải quyết xong bài toán cho cái trường hợp hình vẽ số 1. Thế đối với cái hình vẽ số 2 thì ta thấy rằng cũng tương tự. Thế đối với hình vẽ số 1 thì cái giả thiết của chúng ta ở đây là góc A cộng với góc C là bằng 180 độ. Thế đối với cái hình vẽ thứ 2 thì hai góc ở vị trí của hình vẽ số 1 bây giờ từ A và C chuyển thành B và D. Thế tuy nhiên thì từ giả thiết thì ta cũng suy ra được là gì? Góc B cộng với góc D bằng 180 độ. Vì vậy hoàn toàn tương tự trong trường hợp này thì ta cũng sẽ tính được góc EKF cũng bằng 90 độ. Và do đó trường hợp thứ hai chúng ta giải quyết tương tự, hoàn toàn tương tự. Chúng ta có tương tự cho cái hình vẽ số 2. Và bài toán là được giải quyết hoàn toàn. Mời các em sang ví dụ tiếp theo.